Quang Hải, nổi còi, dẫn hai đội bóng tiến ra giữa vòng trung tâm. Xin quý vị và các bạn dành một tràng pháo tay để động viên cổ vũ những hình ảnh rất chuyên nghiệp. Một trong những bước đi hoành tráng, ngày xưa chúng ta phải đến tận sân vận động hàng đấy của thủ đô Hà Nội mới có thể nghe được những tiếng giã khoai hùng này. Xin mời các đồng chí lãnh đạo đại diện cho hai câu lạc bộ ra tặng hoa cho tổ trọng tài làm nhiệm vụ và đội trưởng của hai đội. Như vậy số 2 đội trưởng Đức Thắng lão tướng năm nay 51 tuổi, như vậy là anh đã trải qua 51 của mùa xuân và đây là mùa xuân thứ 52. Còn đội trưởng Quang Hà đại diện cho đội bóng Sắc Tươi mang áo số 28, có thể là Quang Hà sẽ trẻ hơn nhưng về dày và kinh nghiệm thì cũng không thể thiếu, và hôm nay cả hai lão tướng sẽ so sánh tài năng và đội bóng nào đến từ một trong những câu lạc bộ rất nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh, đó là đội bóng Sắc Tươi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, trải qua chặng đường hơn 2.000 km, và hôm nay quả thật sân vận động Bình Minh của chúng tôi đã hân hoan và long trọng chào đón các vị khách quý đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Không quên chúc các bạn có một trận đấu hay, đẹp mắt, cống hiến gia đình và hạnh phúc để tìm đầy cho bạn bè, gia đình và người thân một trong những câu chuyện lịch sử của bóng đá tinh thần, bóng đá phong trào, mang lại những hình ảnh tuyệt vời của sân vận động Bình Minh, của bến đỗ quan lịch sử ngày hôm nay và mãi mãi cho các thế hệ mai sau. Một tràng pháo tay nữa để cảm ơn họ. Như vậy là việc ra sân đã hoàn tất những bữa tiệc bóng đá tinh thần phong trào đến từ Tây An. Vào hoe của tổ chức đánh bạc lên tỷ số tiền.
chúng ta có thể thấy những cầu thủ của đội bóng Tam Quê đã chơi đầy cố gắng. Và số 16, Hồng Tân đã rời sân và Phương Hoa. Cầu thủ không có số áo sẽ vào sân để chơi tiếp trong thời gian còn lại. Thanh niên chỉ còn một màn nữa thôi. Các bạn